MU đang gặp vô số áp lực nhận định trước trận đấu MU vs Brentford. MU đang xa lầy khủng hoảng khó tin khi thua đến 6 trận sau 10 trận đá đấu ở mùa giải mới. Tính từ năm 1986 đến nay, họ mới khởi đầu tệ hại đến vậy. Xét theo số tiền mà MU bỏ ra chiêu mộ tân binh, kết quả này không khác gì, thảm họa, đặc biệt khi họ đặt rất nhiều kỳ vọng bứt phá ở mùa giải này. Một trong những lý do chính khiến MU khủng hoảng là chấn thương. Riêng hàng phòng ngự, họ thường xuyên mất 3 phần tư hậu vệ chính. Họ thậm chí mất gần hết hậu vệ cánh và chỉ còn lại duy nhất Diogo Dalot lành lặn. Trong các trận gần đây, tiền vệ Amrabat phải lùi về đá như hậu vệ trái và gây thất vọng lớn. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa khiến MU thi đấu chật vật vẫn là chiến thuật không phù hợp của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Cho dù đã chưa một thủ môn truyền bóng giỏi như Andre Onana, nhưng MU vẫn không thể triển khai triết lý bóng đá mong muốn của Ten Hag vì các cầu thủ khác quen đá phản công hơn là kiểm soát bóng. Các ngôi sao chính của Quỷ đỏ như Casemiro Bruno Fernandes và Marcus Rashford đều xa suốt phong độ nghiêm trọng. Ngay cả Rashford cũng mất tự tin trong bối cảnh đó, MU còn lâu mới thoát khỏi khủng hoảng. Việc gặp đối thủ đang lao dốc như Brentford có lẽ cũng không giúp ích được nhiều cho họ. Sẽ không có gì bất ngờ khi Brentford chủ động phòng ngự chặt tại Old Trafford và đẩy MU vào bế tắc, từ đó chờ đợi sai lầm của họ để trừng phạt. Đây là kịch bản mà quỷ đỏ phải chịu suốt thời gian vừa qua. Ngược lại, gặp MU ở thời điểm này là may mắn với nhiều đội bóng. Bởi lẽ, họ có cơ hội lớn giành điểm, thoát khỏi khó khăn và thậm chí tạo ra những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử đối đầu với quỷ đỏ. Lịch sử đối đầu, phong độ MU vs Brentford MU đã thắng 3 trong 4 lần gặp Brentford ở Premier League.